Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Bất động sản nhà tốt, nhà đất giá rẻ của em Ánh nha. Hôm nay em Ánh sẽ giới thiệu tới mọi người vị trí 5 căn thuộc tổ 4, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Cái vị trí 5 căn này chỉ cách bến xe Yên Nghĩa, nó rơi vào khoảng tầm 800m thôi mọi người nhá. Thì hôm nay em Ánh sẽ giới thiệu một trong 5 căn này gửi tới quý khách hàng yêu quý của em. Thì là cái thông số nhà là 35m², xây dựng và thiết kế là 4 tầng. Cả 5 căn này đều hướng nhà là hướng Đông Nam. Và có cái giá chào bán chỉ từ 1,9 tỷ đồng thôi mọi người nhá. Tất cả các dự án bên em đều đã có sổ đỏ đầy đủ, giấy tờ pháp lý hợp lệ, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với những khách hàng có nhu cầu. Và đặc biệt là mọi người nhé, ví dụ những một trong năm căn này chỉ mọi người chỉ cần khoảng tầm 800 triệu thôi là đã có thể sở hữu cho mình những cái căn nhà này được rồi. Cái vị trí của căn nhà này thì thực sự rất là đẹp, rất là gần bến xe, rất là gần đường quốc lộ 6, rất là thuận tiện, thuận lợi về những cái tiện ích sinh hoạt hàng ngày. Sau đây xin mời mọi người vào một trong năm căn đấy cùng em nhé. Đây chính là một trong năm căn này. Với cái thông số của cái căn này thì là mặt tiền là 3m4 mọi người ạ. Và bên trong là 3m46 mặt hậu. Có nghĩa là cái căn nhà này là đất nở hậu mọi người nhá. Đấy, mọi người có thể nhìn qua về cái mặt tiền ở bên ngoài giúp em. Ngõ trước nhà thì rất là rộng, ngõ trước nhà phải tầm 3m. Tuy nhiên thì nó vướng một chút ở cái đầu cái kia mọi kia. Ở ngay cái phía đầu ngõ ấy, thì là ô tô không thể đi vào tận đây được. Mà cách cái đường ô tô đi lại nó sẽ rơi khoảng tầm 50m thôi. Khá là ok đúng không ạ? Đây chính là cái mặt tiền của ngôi nhà đây. Mặt tiền ngôi nhà như mọi người quan sát ở ngoài là được ốp đá 30-60, kích thước màu vàng rất là nổi bật. Toàn bộ cái khu 5 căn này thì được sơn ở bên ngoài là nước sơn màu vàng mọi người ạ. Rất là tươi trẻ, rất là đẹp, trẻ trung. Đó. Xin mời mọi người hướng vào phía phòng khách cùng em. Cái phía cửa chính của ngôi nhà đây mọi người nhá, được thiết kế là hai lớp, lớp ngoài là sắt hộp sơn tĩnh điện và lớp bên trong là lớp cửa kính cường lực. Đây, kính cường lực mọi người nhé. Thì hệ thống đèn LED của bên em được lắp đặt và thiết kế được đến 90% rồi. Đó, như mọi người có thể quan sát luôn. Trần thạch cao thì đã hoàn thiện xong 100%. Và cái căn nhà này thì thực tế là hoàn thiện được lên tới 95% rồi. Còn 5% nữa thì mọi người cứ yên tâm là khi mọi người có về ở thì đã hoàn thiện xong hết rồi nhé mọi người nhé. Đây chính là phía phòng khách của ngôi nhà đây ạ. Khá là rộng. Đó, có hơi bừa bộn một chút nhưng mà mọi người đừng để ý cái bừa bộn đấy nha, chỉ để ý về cái ngôi nhà này thôi. Được thiết kế là cái căn nhà này được thiết kế và chia hai phòng, bên ngoài là phía phòng khách và cầu thang giữa đây. Đấy, và xin mời mọi người vào phía phòng bếp cùng em. Đây chính là phía phòng bếp mọi người ơi. Rất là đẹp, rất là đẹp. Công nhận là cái màu này phải thật sự nói rất là sang mọi người ạ. Đó, phía phòng bếp của căn nhà là cũng đã được hoàn thiện lên tới 95% rồi. Chỉ còn khoảng tầm 5% là dọn dẹp thôi. Đây chính là phía để bát đĩa đây. Và đây chính là phần chậu rửa bát, vòi chậu đều bằng làm bằng chất liệu inox 304, mặt bếp là được ốp đá đen mọi người nhá, đá đen Bình Định mọi người ạ. Đó. Và đây chính là phần để bếp này và đây là hút mùi này. Đó. Đây mọi người nhá. Rất là đẹp, có lỗ khoan chờ để đặt ống hút mùi rồi đây này mọi người ơi, rất là chi tiết và cầu kỳ cẩn thận. Với cái tông màu bếp này thực sự là em Ánh rất là thích. Không biết thì mọi người nhìn thấy thế nào nhưng mà bản thân em cá nhân thì thấy cái màu bếp của cái căn nhà này phải nói là rất là tuyệt vời. Rất là đẹp luôn. Màu nâu và màu tông màu nâu và tông màu trắng chủ đạo cho cái căn bếp này lên hoàn toàn rất là vừa nổi bật mà lại vừa rất là sang trọng. Ở đây là thiết kế để tủ lạnh mọi người ạ. Đó. Và có ổ chờ cắm chờ để chờ tủ lạnh luôn. Đặt vào cái tủ lạnh vào cái không gian này.
mọi người có thể ai bên gia chủ nào mà có điều kiện đặt một cái tủ lạnh to to một chút, nhiều side by side chẳng hạn, vừa vặn vào cái khu vực này, khá là đẹp. Phía tầng 1 của cái ngôi nhà này gồm một phòng vệ sinh phụ mọi người nhá. Gồm một phòng vệ sinh thì đầy đủ về bồn cầu cũng như là vòi xịt, vòi rửa và có hệ thống máy bơm nước tổng lên cho toàn bộ hệ thống ngôi nhà này. Cái căn nhà này thì về hệ thống điện nước đã được hoàn thiện một điện thì một chút nữa thôi, nhưng mà nước thì đã được lắp đặt rồi, về mọi người chỉ việc dùng thôi. Xin mời mọi người hướng lên trên phía tầng 2 cùng em. Với cái thiết kế cầu thang giữa này thì để xem là ở trên tầng 2 được thiết kế như thế nào nhá mọi người nhá, xem có hợp lý hay không. Đây chính là phía tay vịn cầu thang mọi người nhá, tay vịn cầu thang đều được thiết kế làm bằng gỗ lim mọi người ạ. Tay vịn cầu thang, đó mọi người nhìn xem, mặt bậc cổ bậc đều đã được lát đá xong hết rồi mọi người nhá. 35m² hướng nhà Đông Nam và giá chào bán 1 tỷ 900 triệu đồng mọi người nhớ nhá. Cách bến xe Nghĩa chỉ rơi vào tầm 800m thôi. Đây chính là phía tầng 2 của ngôi nhà mọi người ơi. Đây có cửa sổ hướng ra phía bên ngoài rất là mát. Thường thường cái hướng Đông Nam này thì được rất nhiều khách hàng bên em chọn lựa. Bởi vì sao? Cái hướng Đông Nam này thì mùa đông thì rất là ấm và mùa hè thì rất là mát mọi người ạ. Cho nên là nhiều người cứ bảo không hợp hướng gì nhưng mà hướng Đông Nam thì lại luôn hợp. Đây, đây chính là ống chờ, dây chờ điều hòa và áp mọi người nhá. Trên phía phòng ngủ này cũng được lắp đặt hệ thống điện trần thạch cao, đèn led, tiết kiệm điện đều đã được lắp đặt đầy đủ. Với cái phòng ngủ này rất là rộng mọi người ạ, khá là rộng luôn. Đây mình đứng vào góc đó. Cửa thông phòng được làm bằng gỗ lim mọi người nhá, rất đẹp và chắc chắn luôn đó. Xin mời mọi người hướng sang phía phòng ngủ thứ hai của tầng 2 nhá. Đây chính là phía phòng ngủ thứ hai của tầng 2. Như vậy thì là ngôi nhà này sẽ có 4 phòng ngủ mọi người ạ. Đây là hai phòng ngủ của tầng 2 rồi, có cửa sổ, tất cả các phòng ngủ đều có cửa sổ hướng ra phía bên ngoài. Vì căn này là căn mặt ngõ cho nên là cái cửa sổ này nó sẽ là thoáng vĩnh viễn mọi người nhá. Sẽ không như một số căn nhà mà sau này ví dụ như là ở bên trong ngõ thì là hai nhà đối nhau thì là nó sẽ không được thoáng bằng căn này. Đó, mọi người nhìn xem. Rất là thoáng luôn. Và về vấn đề an ninh thì mọi người hoàn toàn yên tâm nhá, bởi vì là cửa hai lớp, lớp ngoài là nhôm Việt Pháp, nhôm hệ Việt Pháp và lớp bên trong nó là đã có một cái lớp sắt sơn tĩnh điện rồi. Cửa thông phòng, tất cả cửa thông phòng toàn bộ của ngôi nhà này đều làm bằng chất liệu gỗ mọi người nhá. Lưu ý giùm em. Mọi người nhìn thấy không? Hệ thống đèn led treo lủng lẳng. Chuẩn bị lắp xong rồi. Chỉ còn gọi là 5% hoàn thiện với cái ngôi nhà này là có thể xách vali về và ở thôi. Xin mời mọi người hướng lên phía tầng 3 của căn nhà cùng em. À, phía tầng 2 của ngôi nhà thì có một phòng vệ sinh mọi người ạ. Tuy nhiên thì bên thiết bị vệ sinh là bên em chưa lắp đặt nhưng mà cũng có thể quay sơ qua cho mọi người cảm nhận luôn. Xin mời mọi người hướng lên trên phía tầng 3 của căn nhà cùng em. Với cái cầu thang giữa chia ra rất là rộng mọi người ạ. Cái cầu thang đi lên không bị dốc mà lại rất là rộng. Cái khổ cầu thang rất là rộng. Tay vịn cầu thang từ tầng 1 cho tới lên tầng 4 đều làm bằng chất liệu gỗ mọi người nhé. Cái tầng 3 của ngôi nhà thì là cũng được thiết kế tương tự như tầng 2 vậy. Đó, thiết kế tương tự như tầng 2. Như vậy là cái căn nhà này em đang giới thiệu tới mọi người là 4 phòng ngủ rồi, một phòng khách riêng, một phòng bếp riêng và có 4 phòng ngủ mọi người ạ. Đầy đủ mọi công năng cho một cái gia đình mà 3 thế hệ có thể ở được mọi người nhé. 4 phòng ngủ cơ mà. Xin mời mọi người hướng ra phía phòng tiếp theo. Và tầng 3 cũng vậy, tầng 3 cũng có một nhà vệ sinh tương tự như tầng 2. Đây chính là căn phòng ngủ thứ 4 mọi người nhá. Đó, căn phòng ngủ thứ 4 rồi đó ạ. Rộng, quá là rộng luôn.
Và tất cả các căn phòng ngủ này cũng đều có cửa sổ ra bên ngoài rất thoáng, ống chờ điều hòa, tất cả các phòng đều đã được đầy đủ mọi người nhé. Xin mời mọi người hướng lên trên phía tầng cuối cùng, tầng 4 cùng em xem là tầng 4 có gì nhé. Tầng 4 của căn nhà đây mọi người ơi, rất là rộng, diện tích là 35 m². Giá chào bán 1.9 tỷ. Cái nhà này rất là gần chợ, gần trường học mầm non, tiểu học mọi người nhá. Đây chính là ở trên này là có một cái giếng trời để lấy ánh sáng cũng như là không khí cho toàn bộ khu tầng, toàn bộ cho khu cầu thang mọi người ạ. Mời mọi người hướng ra cái phía mặt trước của ngôi nhà cùng em. Đây, căn nhà này thì lại có một chút đặc biệt mọi người ạ. Đó là làm cả mặt trước mặt sau đều là... Đây, ở đây mọi người ơi, ở đây là có một cái giếng trời lấy vào các cửa, các cái nhà bên trong cái nhà vệ sinh ấy. Đó, rất là thoáng. Phía khu này là để máy giặt mọi người nhá, để máy giặt. Và phía, xin mọi người ra phía đằng sau là sân phơi. Wow, đây chính là phía sân phơi đây mọi người ạ. Phía sân phơi của cái ngôi nhà này đây, rất là rộng. Như thế là em Ánh đã giới thiệu toàn bộ tới mọi người về cái thông số nhà cũng như là cái vị trí của căn nhà và cái giá thành mọi người nhá. Nếu như mọi người muốn quan tâm hơn về cái căn nhà này, có thể để lại comment ở dưới video hoặc cũng có thể là gọi điện cho em theo số điện thoại ở phía trên màn hình 0983013403 hoặc 0888041444, hoặc là mọi người có thể liên hệ với em theo số, cả hai số dùng Zalo mọi người nhá. Mọi người có thể kết bạn Zalo để có thể liên hệ với em để giảm cái giá thành chi phí của mọi người liên hệ với em nhá. Xin chào và hẹn gặp lại.